Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan ông kỹ sư Thế. Ông ấy vừa gửi cho tôi cái bản tin hay lắm, không khí trước rửa dê. Thẩm phán là ngồi ghế khán giả của tối cao pháp viện và tình trạng liệt vị của quốc hội như hiện nay là thành tích đáng nể của tổng đạo diễn Donald Trump. Điều khiển cuộc chiến hướng về mục tiêu người dân là bước đi cực kỳ khôn ngoan và vô cùng chắc chắn của ông Trump. Tất cả đã sẵn sàng và 48 giờ nữa sẽ bước vào thời khắc lịch sử. Quý vị thấy không? Đây là bài của ông ký giả Daniel Anderson trong tờ Political Hill. Ông ấy ca tụng Donald Trump sống bằng dân và tranh đấu cho dân. Cho nên Tổng thống ấy đã hãnh diện nói rằng mong gặp mọi người vào ngày mùng 6 tháng Giêng là hôm nay. Thì quý vị thấy trên mọi nẻo đường đất nước, tôi phải dùng cái chữ, trên mọi nẻo đường đất nước đều hướng về thủ đô trong ngày trọng đại. Và Tổng thống đã có mặt để tham gia với toàn dân. Đây là hội nghị Diên Hồng của Hoa Kỳ. Tất cả những ông lãnh đạo nào khôn ngoan đều lựa dân, dựa vào dân và vì dân mà sống. Joe Biden nếu nó là một người thật thà mà nói được lòng dân, tại sao nó không kêu gọi ủng hộ nó đi? Những cái tên mà gọi là truyền thông cải chính của người Việt ở đây trả lời tôi câu đó đi. Joe Biden đâu có dám kêu gọi, bởi vì nó biết rõ rằng dân Mỹ không ai thích nó. Và chỉ có thằng Tổng cộng Tập Cận Bình thích, cho nên nó mới cho hệ thống Dominion ăn gian phiếu. Joe Biden bây giờ mới kêu gọi may ra được 5 người. Trong đó có Joe Biden, có vợ Joe Biden, có thằng con Hunter Biden, con vợ Hunter Biden và Nancy Pelosi. Tôi có thể nói một cách mạnh mẽ, không sợ xấu hổ. Cho nên là Joe Biden từ trước đến giờ và từ giờ về sau cho đến lúc nó chết, không bao giờ nó dám đụng đến dân. Vì nó biết nó là kẻ thù của nhân dân Hoa Kỳ. Nó ăn gian 15-20 triệu phiếu. Bởi vậy nó biết nó là một thằng ăn cắp. Nó là một thằng lừa đảo. Nó là một thằng điếm. Thì làm sao nó dám gọi dân Hoa Kỳ đến? Nó có thể gọi Tập Cận Bình đến, vì Tập Cận Bình là quan thầy và là người bỏ quá nhiều tiền trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Quý vị biết là cái quỹ đen đỏ của ông Joe Biden lên đến 439 triệu đô la. Đóng góp của các công ty lớn. Thật ra đấy là một trò trá hình, Tàu Cộng đưa tiền vào cho những cái tên kia chi cho Joe Biden. Bây giờ thất bại, Joe Biden cũng vẫn có khoảng nửa tỷ đô la. Chưa bao giờ ông Donald Trump ông sợ dân chúng Hoa Kỳ. Đến nỗi ngày hôm qua, trước ngày bầu cử Georgia, Tổng thống đã đến, Phó Tổng thống đã đến, và cả hai người đều được dân chúng ào ạt yểm trợ. Tôi xin tiếp tục cái bản tin của kỹ sư Thế gửi nhé. Gian lận bầu cử, đánh cướp lá phiếu và tấm lòng của người dân phải được chính người dân chứng kiến và phán xử. 15 triệu người đã ghi danh tham gia cuộc March for Trump, diễn hành cho Tổng thống Trump Stop the Steal, để chặn đứng cái cuộc ăn cắp của Joe Biden. Vào ngày mùng 6 tháng 1 là những nhân chứng của lịch sử. Họ tận mắt chứng kiến những bằng chứng được công bố trên public và cả trong buổi rally tại DC vào ngày này. Với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump bằng xương bằng thịt và toàn thể ban tham mưu tuyệt vời của ngài. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Christopher Miller
đã theo lệnh của Tổng thống gửi vệ binh quốc gia về Washington DC trên mặt nổi là làm nhiệm vụ an ninh. Nhưng nhiệm vụ bè chìm mới là chủ yếu. Luật sư Linh Quốc vừa Twitter, ông nói rằng nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho quân đội tịch thu tài liệu, thì chánh án Robert, cựu Thứ trưởng Bộ Tài Tư pháp Rod Rosenstein, Nancy Pelosi và hàng trăm người khác sẽ bị bắt ngay lập tức. Quý vị nghe rõ chưa? Phải tịch thu tài liệu trước khi chúng bị phá hủy. Thời gian bây giờ là thứ cốt yếu nếu phần này của Kraken thành công. Quý vị thấy hay chưa? Có thể viễn cảnh bắt nóng một số nhân vật đang ngồi trong phòng họp lưỡng viện trước sự chứng kiến của lưỡng viện và trước con mắt của 15 triệu người dân Hoa Kỳ bên ngoài cùng toàn bộ người dân trên khắp nước Mỹ. Đây là một bộ phim hay nhất mà Tổng thống Trump trình chiếu, đó là Tát Cạn Đầm Lầy và Make America Great Again. Bản tin quá hay. Tôi đọc lại câu của Linh Quốc nhé. Nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho quân đội tịch thu tài liệu, thì chánh án Robert, cựu Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, Nancy Pelosi và hàng trăm người khác sẽ bị bắt ngay lập tức. Quý vị thấy chưa? Phải tịch thu tài liệu trước khi chúng bị phá hủy. Thời gian bây giờ là thứ cốt yếu và làm cho cuộc sống của Hoa Kỳ ổn định trở lại vì những cái tên phản quốc này. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên tại sao cách đây gần một năm trời, 2018 ngày mùng 12 tháng 9, Tổng thống ký cái nghị định là 13828 về vấn đề bầu cử gian lận. Nếu có sự ảnh hưởng của ngoại bang và các cái tên ở trong nước mà móc nối với bọn ngoại bang sẽ bị xử theo tội tử hình là phản quốc. Và những tên ngoại bang sẽ bị chính phủ trừng phạt. Quá hay. Rồi chúng ta lại có cái tin nữa là một nữ dân biểu Cộng Hòa mang súng vào Quốc hội. Đó là nữ nghị sĩ Cộng Hòa Lauren Boebert đã đưa một video lên tuyên bố là bà muốn mang theo súng ngắn trên đường phố Washington. Và khi vào họp trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, vì chính phủ không có quyền bảo tôi hay những người ủng hộ của tôi phương cách để bảo vệ an toàn cho gia đình và cá nhân, tôi cam kết sẽ luôn mạnh mẽ vì quyền lợi trong tu chính án thứ hai của chúng ta. Dân biểu của Đảng Cộng Hòa mới đắc cử là Lauren Boebert đã đưa video lên Twitter hôm 4 tháng 1. Bà cho biết là dù bà đang làm việc ở một trong những thành phố tự do nhất ở nước Mỹ, bà vẫn sẽ không từ bỏ các quyền của mình, đặc biệt là quyền sở hữu súng được quy định trong tu chính án thứ hai. Nhắc đến tu chính án thứ hai là nhắc đến Đảng Dân Chủ, nó muốn theo Cộng sản cho nên nó diệt. Từ Hillary cho đến Joe Biden, cho đến Obama, cho đến tất cả những cái tên mà của Đảng Dân Chủ đều mong bỏ cái tu chính án thứ hai. Quý vị thấy chúng nó lưu manh không? Tại sao có cái vấn đề nó đòi bỏ tu chính án thứ hai, thưa quý vị? Là vì trong tu chính án thứ hai, hiến pháp ghi rõ ràng người dân có quyền được vũ trang để tự vệ cho bản thân và gia đình nếu xã hội không được ổn định. Và theo như thống kê trong năm 2020 vừa rồi, vũ khí của Hoa Kỳ đã bán trên 21 triệu khẩu súng. Để cho quý vị biết dân Mỹ nó giàu và nó sang như thế nào. Chưa kể những cái loại vũ khí nó có từ trước đến giờ. 21 triệu dân Mỹ
đang có võ khí trong người. Cho nên Cộng sản không làm gì được ở Hoa Kỳ. Rồi bọn dân chủ nó muốn diệt cái tu chính án đó để nó tịch thu hết võ khí, để cho người dân trở thành tay trắng và nó dễ bắt, dễ giết, y như ở trong Cộng sản. Và đấy là cái điều tôi hãnh diện mà nói với quý vị, Cộng sản thất bại ở Hoa Kỳ. Tôi nói từ lâu rồi, Cộng sản có thể thành công ở những cái quốc gia nghèo đói, rốt nát, đần độn, ngu si như là các quốc gia ở Á Châu. Bây giờ cả thế giới chỉ còn có 4 quốc gia có Cộng sản. Đầu tiên là Tàu. Để quý vị thấy rằng dân Tàu bây giờ nó bị đè đèo, đè, lâu ngày quá giờ nó đần độn. Mà nó dùng chữ đần độn thì tội nghiệp. Giờ thành ngũ rừng. Người không ra người, ngợ không ra ngợ. Vì cái lũ Tập Cầm Bình là lũ súc sanh. Nên nó mà bây giờ nó còn đang huấn luyện những người lính của nó trở thành robot, là những người máy chiến đấu không có biết lý tưởng. Tại sao gọi là robot? Là vì nó gắn những cái con chip vào trong con người của những cái tên lính này. Ra trận là chỉ biết đánh thôi. Vì nếu mà không đánh thì cấp trên nó sẽ bấm nút và nó sẽ tàn phá. Nếu bị thương nó cũng bấm nút để cho giết. Bởi vì lính Tàu bây giờ trở thành cái nạn nhân của một cái xã hội cộng sản. Mà giờ này chúng đã muộn rồi. Mà dân Tàu 1.400 triệu dân mà giờ này chịu cho mấy chục triệu của cái cát ngố này nó điều khiển. Quý vị thấy đó là người à? Mọi người đều biết là cộng sản là súc sanh. Tại sao gọi là súc sanh? Nó không tin vào Chúa, nó không tin vào Phật, nó không tin vào Đấng Allah của Hồi giáo. Mà nó tin vào Tập Cẩm Bình mà nó phải làm. Cho nên chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng xã hội chủ nghĩa không bao giờ thành công ở Hoa Kỳ. Là như thế. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.